Inosuke, tỉnh lại đi. Mày gọi tao hả Manjiro? Tôi chết, Inosuke, Ino, tôi chết rồi. Bà... Trời sông ta. Bà thác nước, cắt nghiệt quá đi. Trời sông ta. Trời sông ta. Tập như vậy thì căng thiệt. Mảnh sông pha, trong trời sông ta. Sông pha, trong mảnh trời sông pha. Mảnh trời sông pha, mảnh trời. Lạnh dữ thần. Sông pha, trong sông lạnh quá. Trời sông pha. Inosuke cũng đang cố gắng kìa kìa. Đã mong trời sông pha gì? Hả? Mình cũng phải. Tiếng niệm Phật đâu mất tiêu rồi ta? Tôi chết, Inosuke. Ino, tôi chết rồi. Bà ơi, Inosuke, tỉnh lại đi. Inosuke, tỉnh lại đi. Inosuke, tỉnh lại đi. Inosuke. Mày gọi tao hả Manjiro? Inosuke. Mày gọi tao hả Manjiro? Inosuke, tỉnh lại đi. Inosuke. Công nhận tháp nước này. Mạnh trời sông pha. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ thử niệm Phật đi. Hãy niệm liên tục không ngừng nghỉ. Con được rồi. Làm vậy vừa có thể tăng khả năng tập trung. Nam mô A Di Đà Phật. Như là tín hiệu cho chúng ta biết được bản thân chúng ta vẫn còn ý thức. Niệm Phật đi. Con được rồi. Đừng im lặng. Niệm Phật đi. Niệm Phật đi. Nó một đẳng cấp khác rồi. Nước lạnh thấu xương. Lại còn nặng nữa chứ. Phải niệm Phật, phải niệm Phật, phải niệm Phật. Phải niệm Phật, phải niệm Phật, phải niệm Phật. Phải niệm Phật, phải niệm Phật, phải niệm Phật. Phải niệm Phật, phải niệm Phật, phải niệm Phật, phải niệm Phật. Lạnh bước xỉu. Thằng cha đó mạnh dữ thần. Cái cha đại trụ suốt ngày cha bi á. Cứ như là đang ở địa ngục rồi. Chỉ mới là bài đứng nước thôi mà... Chỉ cần thả lỏng một chút thôi là gãy cổ như chơi. Trời lại không ngờ nước từ trên cao đổ xuống nặng như vậy luôn đó. Ngày bữa đầu tôi phải uống nước tới tận chiều tối thì mới có thể thích nghi với bài luyện tập dưới thác nước này đó. Phải công nhận tôi nể cậu với con heo đã giữ thần luôn á. Cho nên bây giờ tôi qua bài luyện tập khúc cổ này. Nói tóm lại là tôi đã đứng dưới thác nước liên tục một thời gian dài rồi. Mới ra ta đường đỉnh dữ vậy trời. Tôi ở đây 10 ngày rồi mà. Thằng cha đó mạnh dữ thần. Cái cha đại trụ suốt ngày cha bi á. Đừng có đặt cho người ta cái biệt danh tầm bậy chứ. Chú ấy là nhám trụ Himejima nha. Cậu nghe xuống luôn hả Inosuke? Chứ gì nữa, bộ mày không nhai luôn xuống hả? Cái hồi mới gặp chả là tao đã rén rồi mày.